cái chuyện đó nó rất là khó khăn. Tại vì khi Amandine về Pháp và anh đó về Đức, hai người vẫn yêu xa, FaceTime nè, Facebook nè, nói chuyện với nhau, gọi nhau mỗi ngày. Thì mình hẹn nhau để đi du lịch ở Tây Ban Nha. Cuối cùng Amandine việc quá nhiều nên là Amandine không có đi được, nhưng mà anh đó đi một mình. Hai tháng sau, Amandine về Đức để thăm anh đó và mình hẹn với nhiều bạn ở trong một group. Và trong group đó, Amandine để ý là có một cô gái ít tương tác với bạn trai. Nên là Amandine nói, thì sao kỳ quá. Hai người ở trong group nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau. Trực giác của phụ nữ làm cho Amandine cảm thấy mọi thứ không có bình thường. Một ngày sau, Amandine với bạn trai Amandine hẹn để xem một phim ở nhà bạn trai. Amandine mở cái máy tính và thấy một cái note. Ở trong cái note đó, bạn trai đã viết một cái email rất là dài, có tên cái cô gái. Amandine bất ngờ, Amandine nói, thì sao anh viết cái email đó? Sao Amandine lại rất là khó nói, thì sao anh không có muốn cho em đọc, anh muốn trốn gì? Thì sao? Anh đó không nói gì. Lúc đó tên em không phải là Amandine nhưng mà là Amandine.